Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Sống An Lạc. Thưa quý vị, tươi, ngon, mọng nước, chanh là một loại trái cây có múi phổ biến nhất từ xưa đến nay. Từ những bí quyết làm đẹp của phụ nữ Ấn Độ đến những món ăn của nước Ý, chanh được sử dụng trên toàn thế giới với nhiều công dụng khác nhau như làm tăng gia vị cho món ăn, làm đẹp hay thậm chí là cả chữa bệnh nữa. Tuy nhiên, chính vì những lợi ích tuyệt vời từ loại quả này mang đến lại khiến nhiều người lợi dụng nó quá mức mà không biết tới những mặt trái của loại quả này gây ra cho sức khỏe. Vậy khi sử dụng chanh, chúng ta cần lưu ý những điều gì? Trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị 7 sai lầm phổ biến khi sử dụng chanh mà rất nhiều người đang mắc phải hiện nay, vô tình rước thêm bệnh tật nguy hiểm vào người. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chanh trong suy nghĩ của nhiều người thì nó là một loại trái cây có công dụng làm đẹp hay chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Thế nhưng thực tế cho thấy, dù chanh có lợi ích cho cuộc sống nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì nếu ta không biết dùng đúng cách sẽ gây tác dụng ngược. Biểu hiện ban đầu của sự phản tác dụng ấy chỉ đơn thuần là một cơn đau dạ dày nhẹ, hoa mắt, chóng mặt nhưng lâu dần sẽ gây nên sự đau đớn không hề nhẹ, dẫn đến chết người lúc nào không biết. Ngay sau đây, Sống An Lạc sẽ chỉ cho quý vị 7 sai lầm phổ biến trong sử dụng chanh tươi mà rất nhiều người đang mắc phải hiện nay. Sai lầm thứ nhất, vắt chanh bỏ vỏ. Bạn có biết theo thống kê thì đa số tất cả mọi người trong chúng ta đều có những hành động rất giống nhau. Là khi sử dụng một quả chanh, chúng ta chỉ vắt lấy nước cốt chanh rồi bỏ vỏ đi. Làm như vậy là sai. Theo một số báo cáo khoa học, thì trong vỏ chanh có chứa hàm lượng dinh dưỡng và tinh dầu rất tốt cho sức khỏe. Do đó, khi mua chanh tươi về sử dụng để uống, bạn nên kết hợp với việc cắt các lát mỏng. Sau đó cho vào ly, pha với nước vừa ấm để uống, tăng cường dưỡng chất nhé. Có thể thêm mật ong và cho thêm một chút đá. Sai lầm phổ biến thứ hai, uống nước chanh giải rượu. Người Việt thường có thói quen uống nước chanh để giải rượu, nhưng đây là một sai lầm. Loại đồ uống này có thể gây tổn thương dạ dày. Ngoài ra, lúc say người ta thường dễ buồn ngủ. Khi đó nếu cho uống nước chanh gây nôn trong lúc ngủ, có thể khiến dịch nôn, thức ăn chui vào phổi gây sặc, ngạt thở và có thể tử vong nếu không được sơ cấp cứu kịp thời. Do vậy, thay vì uống nước chanh thì nên cho người say uống các đồ uống có đường, mật ong, muối, nước canh, sữa, v.v. Sai lầm thứ ba, uống nước chanh để giảm cân. Uống một cốc nước chanh vào buổi sáng là phương pháp giảm cân được ưa chuộng. Nhưng phương pháp này sẽ là thảm họa cho dạ dày nếu bạn uống nước chanh lạnh hoặc uống khi đói. Nếu muốn dùng nước chanh để giảm cân, bạn cần pha chanh với nước ấm, thêm vài giọt mật ong nếu dạ dày của bạn nhạy cảm. Sai lầm thứ tư, uống quá nhiều nước chanh. Không nên uống quá nhiều nước chanh bởi việc uống quá nhiều có thể khiến kích thích chứng ợn nóng hoặc làm cho tình trạng này tồi tệ hơn nếu đang bị chứng ợn nóng. Triệu chứng ợn nóng xảy ra khi cơ vòng thực quản nằm giữa thực quản và dạ dày hoạt động không có hiệu quả, làm cho axit từ dạ dày đẩy ngược lên thực quản và gây ra chứng ợn nóng. Chứng ợn nóng gây ra đau ngực, nóng trong, cảm thấy khó chịu. Một trong những biện pháp đẩy lùi chứng ợn nóng là nên cắt giảm các loại thực phẩm và đồ uống có tính axit như cà phê, coca, kem, nước canh, sô-cô-la, bột mì, v.v. Sai lầm thứ 5. Uống lúc bụng đói. Uống nước chanh khi bụng đói sẽ dễ làm tăng axit trong dạ dày. Đây là lý do vì sao khi uống vào bạn sẽ có cảm giác cồn cào khó chịu. Tình trạng diễn ra thường xuyên, lâu dần sẽ khiến axit dạ dày tăng quá nhiều, dẫn đến viêm loét dạ dày hoặc viêm loét tá tràng. Sai lầm thứ 6. Dùng nước chanh nguyên chất trị mụn. Nhiều người có thói quen lấy nước chanh nguyên chất thấm lên da để trị mụn, làm trắng da nhanh chóng. Tuy nhiên, lượng axit đậm đặc trong nước cốt chanh sẽ làm da bỏng rát, nốt mụn sưng tấy thêm. Việc đó lâu dần sẽ dẫn bạn đến bác sĩ da liễu ngay lập tức chỉ để trị các dị ứng mà chanh gây ra trên khuôn mặt của bạn. Bạn lúc bấy giờ, dù muốn hay không, cũng phải chi ra một số tiền không nhỏ để tống khứ các tác hại ấy đi. Sai lầm thứ 7. Pha nước cốt chanh với nước quá lạnh hoặc quá nóng. Nước lạnh pha với chanh khi uống có thể gây sốc cho cơ thể. Ngược lại, nếu pha với nước nóng có thể làm cho các enzyme có lợi trong chanh bị phá vỡ, không đem lại hiệu quả khi uống. Bạn chỉ nên pha chanh với nước ấm vừa đủ, bằng với thân nhiệt của cơ thể mới có tác dụng giảm mỡ, không ảnh hưởng tới dạ dày. Thậm chí khi uống quá nhiều nước chanh còn gây ra những tác hại sau. Thứ nhất, phá hủy men răng. Theo một nghiên cứu được công bố ở Viện Nghiên cứu Nha khoa và Xương mặt, do chanh có tính axit cao, uống chúng quá nhiều có thể làm mòn men răng của bạn. Trên thực tế, nước chanh có khả năng ảnh hưởng tới răng, tương tự như nước ngọt.
Nếu bạn có thói quen tiêu thụ nước chanh mỗi sáng, hãy vệ sinh khoang miệng thường xuyên hơn nhằm bảo vệ sức khỏe răng. Thứ hai, gây loét miệng. Chanh cũng có thể là nguyên nhân gây nên những vết loét nông ở miệng hoặc dưới nướu răng. Các axit citric trong loại quả này cũng vô tình góp phần khiến tình trạng nhiệt miệng trở nên trầm trọng hơn. Thứ ba, làm trầm trọng chứng ợ nóng và loét dạ dày. Nhiều nghiên cứu cho biết chanh có thể làm giảm khả năng hoạt động của co thắt thực quản thấp và góp phần khiến axit dạ dày trào lên thực quản. Ngoài ra, nước chanh cũng gây loét dạ dày. Các vết loét được hình thành chủ yếu do chúng ta tiêu thụ thức ăn có tính axit mạnh. Do vậy, uống nước chanh và các thực phẩm có tính axit khác sẽ khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn. Mọi người hãy tránh tiêu thụ loại quả này thường xuyên nếu mắc các bệnh liên quan đến dạ dày và đường tiêu hóa. Thứ tư, gây buồn nôn và nôn mửa. Nước chanh chứa một lượng lớn vitamin C. Tuy vậy, hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng hơn mức cần thiết cũng có thể gây cảm giác buồn nôn. Uống hơn 2-3 cốc nước chanh mỗi ngày sẽ dẫn đến hiện tượng dư thừa vitamin C. Mặc dù không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tình trạng này cũng có thể gây nôn mửa và tạo cảm giác mệt mỏi. Thứ năm, làm đi tiểu thường xuyên. Nước chanh có công dụng như một chất lợi tiểu, do đó loại nước này không chỉ làm tăng tần suất vào nhà vệ sinh của bạn mà còn gây nên tình trạng mất nước. Nước chanh giúp loại bỏ chất điện giải và lượng natri dư thừa qua đường tiểu. Nếu sử dụng quá nhiều hơn mức cần thiết, chúng chắc chắn sẽ gây phản tác dụng. Trái cây sở hữu đặc tính axit giống chanh cũng có khả năng kích thích bàng quang, từ đó khiến bạn đi tiểu thường xuyên hơn. Hãy tránh sử dụng nước chanh và các loại trái cây nhiều axit khác nếu bạn mắc các vấn đề về thận. Trong trường hợp tình trạng tiểu tiện liên tục không cải thiện, bạn hãy tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Dẫu biết rằng chanh tươi rất tốt, nhưng để tận dụng hết những giá trị tuyệt vời thì hãy nhớ sử dụng chanh một cách hợp lý, đúng thời điểm và đúng đối tượng quý vị nhé. Thưa quý vị, tuy độc hại nhưng nếu sử dụng đúng cách, đúng điều lượng và thời điểm thì chúng ta vẫn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời từ quả chanh nhỏ bé. Vậy đó là những lợi ích gì? Cùng tìm hiểu trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Tác dụng thứ nhất, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cao chanh kết hợp với các loại dược thảo thư giãn khác như cây nữ lang, cây hoa bia và hoa cúc giúp làm giảm căng thẳng và dễ ngủ hơn. Trong một nghiên cứu hai chiều về an thần, 18 tình nguyện viên có sức khỏe tốt được sử dụng hai liều khác nhau của một loại chiết xuất cao chanh hoặc thuốc an thần trong vòng 7 ngày. Những người dùng lượng chanh cao có trạng thái tinh thần tốt hơn, bình tĩnh hơn và tỉnh táo hơn rất nhiều. Tác dụng thứ hai, giảm đau xương khớp. Mặc dù có vị chua nhưng kali có trong quả chanh rất có lợi cho cơ thể. Chúng được dùng như một phương thuốc trung hòa axit dư thừa, nguyên nhân gây thấp khớp. Hãy uống một cốc nước pha với một quả chanh 3 lần mỗi ngày. Nếu bị cơn đau dữ dội, hãy tăng lên 3 quả pha trong một cốc. Tác dụng thứ ba, điều trị giãn tĩnh mạch. Tinh dầu chanh có tác dụng củng cố mạch máu, ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch và tĩnh mạch mạng nhện. Với chứng tĩnh mạch mạng nhện, mỗi ngày dùng từ 2-3 giọt tinh dầu chanh pha với tinh dầu lê tầu hoặc hạnh nhân vào bát nhỏ, dùng để massage chỗ bị bệnh. Tác dụng thứ tư, trị mụn. Axit chanh có tác dụng trị mụn. Vitamin C trong những trái cây họ cam rất cần thiết để có một làn da khỏe mạnh, đồng thời kali có khả năng tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây mụn. Bên cạnh việc uống nước chanh vào mỗi buổi sáng, bạn cũng có thể làm theo vài cách sau. Dùng ngón tay hoặc miếng bông thấm nước chanh tươi chấm lên chỗ mụn để qua đêm. Sáng dậy rửa mặt với nước, có thể lúc đầu bạn sẽ thấy hơi rát nhưng chỉ một lúc sẽ hết. Pha nước chanh tươi với nước hoa hồng hoặc mật ong tỷ lệ 1:1, bôi hỗn hợp lên vùng bị mụn để ít nhất nửa tiếng, sau đó rửa sạch với nước. Mỗi ngày nên thực hiện 2 lần, tác dụng tốt nhất vào buổi sáng và tối. Lưu ý các phương pháp trị mụn này có nguồn gốc tự nhiên và khá an toàn. Tuy nhiên, bị nặng hoặc mụn đã bị vỡ, xin hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng chanh. Tác dụng thứ 5, giảm lo âu. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng hương chanh có tác dụng thư giãn, giảm mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, căng thẳng, hồi hộp. Người ta cũng tin rằng hương tinh dầu chanh giúp tập trung tốt hơn, tỉnh táo hơn. Do đó, bạn có thể dùng tinh dầu chanh trong văn phòng để tăng hiệu quả làm việc cho nhân viên. Nếu thấy căng thẳng, hãy nhỏ vài giọt tinh dầu chanh lên một miếng khăn để ngửi. Tác dụng thứ 6, ngừa nhiệt miệng. Tính năng chống khuẩn và diệt virus của chanh sẽ thúc đẩy quá trình lành da khi miệng bị viêm loét. Hãy pha chanh với một cốc nước ấm dùng để súc miệng, thực hiện mỗi ngày 3 lần. Khi nước chanh tiếp xúc với chỗ loét, có thể bạn sẽ thấy đau rát, nhưng sau vài lần sẽ thấy đỡ hơn. Tác dụng thứ 7, hạ sốt. Cảm lạnh và sốt cao có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng trong mọi trường hợp, chanh đều phát huy tác dụng.
Dưới đây là biện pháp giúp bạn giảm nhiệt. Hòa một quả chanh vào cốc nước nóng với mật ong, cứ 2 tiếng uống một cốc cho đến khi triệu chứng thuyên giảm. Tác dụng thứ 8, trị hôi miệng. Sau khi bạn ăn một số loại gia vị mạnh, uống rượu, hút thuốc hay do tuyến nước bọt yếu, hơi thở của bạn sẽ có mùi khó chịu. Để hơi thở thơm tho trở lại, hãy súc miệng vài lần mỗi ngày với nước chanh tươi pha với nước ấm. Hoặc bạn cũng có thể nhai một lát chanh sau khi ăn để giảm mùi thực phẩm. Tác dụng thứ 9, chống côn trùng cắn. Nếu vòi đốt vẫn nằm trong da, dùng nhíp nhổ ra rồi massage chỗ bị đốt với 1-2 giọt tinh dầu chanh pha với 1 muỗng cà phê mật ong. Để xua đuổi côn trùng, pha 20 giọt tinh dầu chanh với 1 cốc nước tầm 250ml và xịt trong không khí, vừa có mùi dễ chịu, vừa khiến côn trùng không dám lại gần. Ngoài ra, bạn cũng có thể tẩm tinh dầu chanh vào một miếng bông và để trong phòng ngủ. Nếu bạn phải ngồi ngoài trời vào buổi tối, hãy bôi dầu thơm chanh lên vùng da hở hoặc pha 10 giọt tinh dầu chanh với khoảng 40ml dầu hướng dương để bôi lên da. Thưa quý vị, một quả chanh nhỏ bé quen thuộc trong căn bếp của mọi gia đình nhưng còn rất nhiều điều làm chúng ta phải ngạc nhiên từ tác dụng đến tác hại. Và điều quan trọng nhất đó chính là sử dụng chanh một cách hợp lý, đúng thời điểm, đúng đối tượng để nhận về những lợi ích tuyệt vời tránh gây hại cho sức khỏe quý vị nhé. Chúc quý vị thành công!